Tên là Nguyễn Trường Sinh, hiện tại 22 tuổi. Tham gia vào cái lĩnh vực này học này thì có rất nhiều cái khó khăn, không ngoài bản thân của sinh mà người khác nữa. Ngày hôm nay tôi cứ tưởng là Minh Anh sẽ đi thi chứ không. Thực sự thì Trường Sinh thi, bạn có tin vào khả năng chiến thắng của Trường Sinh không? Ở Trường Sinh thì có những cái lợi thế nhất định và có một cái giọng hát rất là hút hồn người nghe, nên anh hy vọng là sẽ chinh phục được ban giám khảo. Và niềm tin của Minh Anh thì ảnh hưởng thế nào đến bạn? Nghĩ rằng là sẽ làm hết sức mình cho dù có kết quả như thế nào. Còn bây giờ thì tôi chúc bạn may mắn cho phần thi tiếp theo của mình. Hiện tại bây giờ mình cảm thấy rất là hồi hộp, rất là lo lắng, bởi vì bốn vị nào đều rất là khó tính. Sẽ cố gắng hết mình để có thể thuyết phục được một mối giới ảo. Không, anh sẽ như bình minh, xóa tan lạnh lùng trong băng giá, như ánh sáng như mặt trời. Một ngày nào đó nếu anh dương sẽ không còn, loài người chìm trong đêm giá băng, và tình người sẽ tan biến như là giấc mơ. Yêu đương chỉ còn trong dĩ vãng, em bên anh vẫn cô đơn, em xa anh dù gần, còn tim ta như đá lạnh buốt giá. Trái tim cháy yêu thương. Oh. Bạn thấy đấy, ngay khi quay cái ghế lại thì Hồ Ngọc Hà đã wow. Tức là Ngọc Hà đang rất tiếc nuối, cả tôi cũng vậy. Bạn có một giọng ca rất là đẹp, tôi cũng rất làm tiếc là tôi đã chưa bấm để chọn bạn. Ngồi xúc động nói trước đi. Không phải là vì tôi quay lại tôi thấy bạn đẹp trai mà tôi tiếc, không phải vì điều đó, không phải. Mặc dù là có chút thích nhưng mà tôi rất thích giọng của bạn, nhưng mà tôi sợ rằng là giữa tôi với bạn không hợp gu. Tôi thích một điều gì đó mới mà cần phải khám phá. Bạn hơi an toàn, vì sao? Trong cả 3 điệp khúc không có một đoạn điệp khúc nào bạn hát khác đi, bạn phá cách đi. Mặc dù nó là bài hát cũ nhưng bạn hát mới lên. Tôi đã chọn bạn rồi, bạn làm cho tôi cắn rứt và có lẽ là đêm nay tôi không ngủ. Thực sự thì một điều hơi tiếc đó chính là bạn dàn trải bài hát ra quá. Tôi cũng rất là tiếc nhưng chị mà Minh, đáng nhẽ là chị phải bấm rồi, em thấy chị là sắp bấm rồi mà. Nhưng mà chị lại cứ nghĩ rằng chị nhường cho em, bởi vì em nhìn mặt của em, chị thấy em rất là hứng thú. Hình như là bạn nữa đi anh Hồ Ngọc Hà. Anh Hưng, hay là lúc này anh xin cho anh, giờ anh xin cho em. Phụ nữ mà đi xin số thì nó cũng hơi kỳ. Hồ Ngọc Hà không có tiếc là vì em đẹp trai. Anh thì tiếc hai cái lúm đồng tiền của em vì phí phạm quá. Nó rất là duyên dáng mà dễ có cảm tình với người đối diện. Đó là một cái ưu thế của một người nghệ sĩ. Mà cái bài này nó một chút xíu rock cho nó staccato nhiều, và em cần phải dứt điểm nó nhiều hơn. Mà em là kéo, em dàn trải, em dùng cái ngân đó thì hơi uổng. Nhưng mà anh cũng xin số điện thoại dùng cho Hồ Ngọc Hà Nhá. Em tên là gì nhỉ? Em tên Nguyễn Trường Sinh. Anh biết là bây giờ tâm trạng của em có thể là chưa được vui, nhưng anh sẽ dành cho em một điều có thể khiến em vui hơn. Ở đây có tác giả của ca khúc này, đó là nhạc sĩ Ngọc Châu. Em có thể gặp được anh Châu và biết đâu em sẽ có được những cơ hội để có thể hiện những bài hát có thể tốt hơn nữa. Em không nghĩ là đến lượt anh Ngọc Châu. Nếu mà bạn chưa có một định hướng nào thì tôi sẵn sàng định hướng cho bạn. Quá gì nữa đúng không? Nhưng mà không sao. Quan trọng là bạn đến với giọng hát Việt. Thông qua chương trình này sẽ có nhiều người biết đến bạn, có nhiều cơ hội để chờ đón bạn đấy. Một lần nữa cảm ơn và xin chúc mừng. Cảm ơn.